Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các cậu đã quay trở lại với kênh Way to Weird Cartoon. Mình rất vui vì có thể gặp lại các cậu trong video ngày hôm nay. Có lẽ đối với tất cả các cậu và cả với chính bản thân mình nữa, thương hiệu Ben 10 đã trở thành một cái tên cực kỳ quen thuộc rồi phải không nào? Nhắc tới cái tên Ben 10 thì chắc hẳn tất cả chúng ta ở đây đều sẽ ngay lập tức nhớ tới cậu bé thiếu niên trẻ tuổi Ben Tennyson với chiếc đồng hồ Omnitrix có thể giúp cậu ấy biến thành những người ngoài hành tinh khác nhau để chiến đấu với những nhân vật phản diện đe dọa sự bình yên của trái đất và cả vũ trụ. Có phải đúng như vậy không nhỉ các cậu? Tuy nhiên, với một loạt các series từ phiên bản gốc là Ben 10 Original, ra mắt vào năm 2005 cho đến Ben 10 Alien Force, rồi nào là Ben 10 Ultimate Alien, nào là Ben 10 Omniverse và gần đây nhất là Ben 10 phiên bản Reboot, thì có rất nhiều phiên bản Ben Tennyson khác nhau đã xuất hiện. Các Ben ở những giai đoạn độ tuổi khác nhau, rồi các Ben ở các chiều không gian khác nhau, dòng thời gian khác nhau, rồi có cả các phiên bản Ben do người hâm mộ tự sáng tạo ra. Không phải ai cũng có thể nhớ mặt gọi tên hết tất cả những phiên bản Ben Tennyson này. Chính vì điều đó mà mình đã có ý tưởng cho video ngày hôm nay. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ giúp các cậu, chúng ta sẽ cùng nhau điểm mặt gọi tên và tìm hiểu đôi chút về những phiên bản khác nhau của Ben Tennyson mà tất cả chúng ta đã từng thấy và từng gặp nha. Được rồi, mình sẽ không để các cậu chờ thêm một giây một phút nào nữa. Chúng ta hãy cùng bắt đầu video ngày hôm nay ngay và luôn thôi nào. Let's go! Nói về Ben 10 tuổi thì không phải bàn quá nhiều, mình nghĩ rằng chúng ta hoàn toàn có thể khẳng định một điều, đó chính là Ben 10 tuổi chính là phiên bản Ben gắn liền với tuổi thơ và in đậm trong trí nhớ của hầu như tất cả chúng ta. Trong loạt phim gốc Ben 10 ra mắt kể từ năm 2005, Ben Tennyson đã bắt đầu bộ phim hoạt hình Ben 10 Original và sau này là cả thương hiệu Ben 10 vào năm cậu ấy 10 tuổi. Toàn bộ cốt truyện của Ben 10 bắt đầu vào mùa hè khi cậu 10 tuổi. Khi đó, Ben bắt đầu kỳ nghỉ hè của mình với chuyến đi chơi xuyên hè cùng ông nội Max và người chị họ Gwen Tennyson. Ben sau đó trong lúc đi loanh quanh trong khu rừng thì đột nhiên phát hiện ra một vật thể lạ rơi xuống khu rừng và tìm tới chỗ nó. Ở đó, cậu đã phát hiện ra một món đồ công nghệ của người ngoài hành tinh có tên là Omnitrix. Omnitrix sau đó đã lập tức chọn Ben làm chủ nhân của mình. Kể từ đó, với khả năng biến hình thay các người ngoài hành tinh khác nhau mà chiếc đồng hồ Omnitrix mang lại, kỳ nghỉ hè của Ben trở thành chuyến hành trình mà cậu sử dụng Omnitrix để ngăn chặn những tên tội phạm xấu xa và chiến đấu với các thế lực đang nhắm vào chính cậu và món đồ công nghệ tối tân mà cậu đang nắm giữ. Xuyên suốt phiên bản gốc Ben 10 Original với tổng cộng 52 tập phim được chia thành 4 mùa, chưa kể các tập phim dài, phim ngắn và tập phim đặc biệt, cậu nhóc Ben Tennyson 10 tuổi thường xuyên xuất hiện với một bộ trang phục rất tiêu biểu, trở thành dấu ấn thương hiệu của Ben Tennyson phiên bản 10 tuổi này. Bộ trang phục này bao gồm một chiếc áo phông trắng ngắn tay có sọc đen, một chiếc quần cargo có màu xanh bộ đội, có hai túi quần lớn ở bên và một đôi giày thể thao màu trắng cũng có sọc đen. Chiếc đồng hồ Omnitrix của cậu được đeo ở bên tay trái. Omnitrix của Ben phiên bản 10 tuổi nhìn chung có vẻ cồng kênh với dây đeo khá dày. Thiết kế Omnitrix của Ben phiên bản này của 4 màu là màu đen, màu xám, màu xanh lá cây và màu trắng. Dù là phiên bản Ben đầu tiên, cũng là phiên bản Ben được ra mắt kể từ tận năm 2005. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, ngoại hình của Ben phiên bản 10 tuổi cũng vẫn được đánh giá cao. Và dù không hề muốn so sánh, nhưng nếu so phiên bản Ben 10 tuổi này với phiên bản Ben Tennyson trong Ben 10 Reboot ra mắt kể từ năm 2016, thì nhiều người sẽ không tránh khỏi sự thiên vị, sự quen thuộc mà ngay lập tức nghiêng về phía phiên bản Ben Tennyson 10 tuổi trong Ben 10 Original. Cả về tạo hình của nhân vật, thiết kế của Omnitrix, tạo hình của các người ngoài hành tinh lẫn các màn biến hình của Ben phiên bản 10 tuổi trong Ben 10 Original có thể nói là một tượng đài. Có lẽ bởi sự sống động, chân thật và màu sắc hoạt hình của loạt phim gốc quá tuyệt vời, cho dù ở thời điểm đó các kỹ xảo làm phim chưa được phát triển như bây giờ. Cũng trong Ben 10 Original, chúng ta được gặp một phiên bản Ben thứ hai và được xem là một phiên bản Ben Tennyson tới từ tương lai. Phiên bản ấy chính là Daddy Ben 10,000, một phiên bản của Ben mà mình tin rằng rất nhiều bạn sẽ yêu thích và hâm mộ. Và cái tên Ben 10,000 chính là xuất phát từ lý do Ben Tennyson ở giai đoạn này đã có thể sử dụng tới 10,000 dạng alien khác nhau. Ben 10,000 được xây dựng là một phiên bản Ben của tương lai, có thể là cùng chiều không gian hoặc ở một chiều không gian khác do đa vũ trụ và các dòng thời gian trong Ben 10 đã nhiều lần bị can thiệp do các sự kiện từ Ben 10 Original cho tới Ben 10 Omniverse. Độ tuổi của Ben 10,000 được xác định là 30 trong tập Ben 10,000 và 42 trong tập phim Ken 10 của series Ben 10 Original. Sau này, Ben 10,000 cũng xuất hiện trong cả Ben 10 Alien Force, Ben 10 Ultimate Alien, Ben 10 Omniverse và Ben 10 Reboot. Nhắc tới cái tên Ben 10,000, tất cả chúng ta chắc chắn sẽ nhớ tới ngày một phiên bản Ben Tennyson trưởng thành, điềm đạm và trải đời hơn rất nhiều so với năm 10 tuổi còn bồng bột, trẻ con, kiêu ngạo và hiếu thắng. Ben 10,000 không chỉ cao lớn mà còn vạm vỡ hơn, nam tính hơn và đúng chất là một daddy đầy sức hút. Chỉ duy nhất xuất hiện trong Ben 10 Reboot, thể hình cường tráng này của Ben 10,000 đã bị thay thế. Và mình đánh giá rằng việc thiết kế ngoại hình của Ben 10,000 trong phiên bản Reboot của Ben 10 là một quyết định sai lầm của nhà sản xuất khi nó đã làm mất đi cái chất rất đặc trưng của Ben 10,000.
Với thiết kế mới này, Ben 10,000 không còn là một siêu anh hùng tuổi trung niên, một daddy khỏe mạnh, cường tráng và đầy sức hút nữa, mà trở thành một ông chú bình thường, tệ hơn cả là một ông chú bụng bia xòe xòa, kém hấp dẫn. Tạm gác lại vấn đề này, ở mỗi lần xuất hiện của Ben 10,000 trong lần lượt các phần phim khác nhau của Ben 10, phiên bản Ben này lại có thiết kế trang phục và omnitrix khác nhau. Trong phiên bản Original Series, trang phục Ben 10,000 không quá khác biệt so với phiên bản Ben lúc 10 tuổi. Duy chỉ có omnitrix là trở nên tiên tiến hơn và cũng cồng kềnh hơn, bao lấy toàn bộ cẳng tay của Ben, thay vì chỉ còn ở cổ tay như trước. Trong Ben 10 Alien Force và Ben 10 Ultimate Alien, áo của Ben 10,000 vẫn là áo phông trắng có sọc đen, nhưng bây giờ hai bên vai và cổ tay có màu xám. Omnitrix của Ben 10,000 cũng không quá khác biệt so với Ben 15 tuổi, mà lát nữa mình sẽ bàn tới sau. Còn với Ben 10,000, trong Ben 10 Omniverse, trang phục có sự khác biệt nhiều nhất về áo, quần và thắt lưng. Đặc biệt, Ben 10,000 trong Ben 10 Omniverse đã chuyển qua sử dụng Biomnitrix, một phiên bản Omnitrix mà chính Ben đã phát triển trong tương lai. Biomnitrix được thiết kế giống như hai chiếc bảo vệ tay, được đeo ở hai bên cẳng tay và không còn tạo hình biểu tượng của đồng hồ Omnitrix nữa. Trong Ben 10 Alien Force và Ben 10 Ultimate Alien, chúng ta đã được chứng kiến phiên bản trưởng thành hơn của Ben Tennyson khi anh chàng ở độ tuổi 15 và 16. So với phiên bản năm 10 tuổi trong Original Series, Ben Tennyson khi 15 và 16 tuổi có sự thay đổi toàn diện về cả kiểu tóc, gương mặt, quần áo và Omnitrix. Chúng ta có thể nhìn thấy sự thay đổi rõ rệt của Ben khi từ một cậu bé 10 tuổi trở thành một thiếu niên 15-16 tuổi. Ở phiên bản này, trang phục của Ben Tennyson đã thay đổi với chiếc áo khoác màu xanh lá cây ghi số 10, một chiếc áo phông màu đen mặc bên trong với một chiếc quần jeans màu xanh dương. Ben Tennyson trong giai đoạn này có sự trưởng thành hơn về suy nghĩ, song vẫn có những mặt trẻ con như hay kiêu căng hoặc thích sự chú ý. Trong Ben 10 Alien Force, Omnitrix của anh chàng đã biến đổi và trở nên nhỏ gọn hơn, giống với một chiếc đồng hồ đeo tay hơn với dây đeo màu xanh lá cây. Sang đến Ben 10 Ultimate Alien, khi Ben chuyển sang sử dụng Ultimatrix, nó giống như một chiếc bao tay màu xanh lá cây. Cùng trong giai đoạn 15-16 tuổi này, chúng ta được thấy Ben có sự thay đổi về 10 alien cơ bản của cậu. Các alien mới như Squamphile, Big Chill, Human Corsair hay GJ vẫn thừa hưởng các yếu tố quen thuộc của các alien cũ như sức mạnh lửa giống Heat Blast, khả năng tàng hình của Godfrey, khả năng bay của Stingfly, nhưng có sự cải biên tạo sự khác biệt. Những alien mới được giới thiệu cũng rất hấp dẫn khán giả, đặc biệt là sự xuất hiện của người ngoài hành tinh có sức mạnh vô cùng quyền năng, đó chính là Alien X. Xuất hiện trong những phân đoạn hồi tưởng của series Ben 10 Omniverse, hai phiên bản của Ben Tennyson là Ben lúc 4 tuổi và Ben lúc 5 tuổi rưỡi được mình đánh giá là vô cùng cute. Ngoại hình của anh chàng Ben Tennyson lúc 4 tuổi và 5 tuổi rưỡi không quá khác nhau, mái tóc nâu quen thuộc, gương mặt nhìn trông rất bướng và quậy phá với hàm răng có một chiếc răng bị gãy, cùng với trang phục là một chiếc quần yếm màu xanh lá cây ghi độ tuổi của cậu nhóc Ben Tennyson trước ngực. Vừa rồi, mình đã liệt kê cho các cậu các phiên bản Ben ở các giai đoạn độ tuổi của anh chàng được sắp xếp lần lượt theo thứ tự xuất hiện trong từng series. Ngoài ra, còn có cả một Ben lúc 11 tuổi xuất hiện trong Ben 10 Omniverse. Tuy nhiên, do ngoại hình và mọi thứ không khác biệt so với Ben Tennyson lúc 10 tuổi nên mình sẽ bỏ qua và không nhắc đến nữa. Bắt đầu từ đây, chúng ta sẽ nói đến các phiên bản Ben ở các vũ trụ và dòng thời gian khác nhau, mà đầu tiên chính là Ben Prime. Xuất hiện và được nhắc tên nhiều nhất trong Ben 10 Omniverse, Ben Prime được biết đến là Ben năm 16 tuổi. Với thiết kế mới của phần Omniverse, và đây cũng là Ben Tennyson nguyên bản mà chúng ta theo dõi hành trình từ Original Series tới giờ. Ben Prime tuy cũng 16 tuổi, nhưng lại được thiết kế ngoại hình khác so với trong Ben 10 Ultimate Alien. Ben Prime mặc một chiếc áo phông cọc tay, gồm hai màu là đen và xanh lá cây, với số 10 màu trắng được in trước ngực, một chiếc quần cargo màu nâu với hai chiếc túi lớn hai bên và đi một đôi giày ba màu, đen, trắng, xanh lá cây. Omnitrix của Ben Prime cũng là phiên bản được tối ưu bởi Asmuth, nhìn giống với một chiếc đồng hồ thông minh đeo tay hiện đại hơn, gọn nhẹ hơn. Nếu như trong phiên bản Original, Omnitrix có màu đen và xám chiếm phần lớn, trong Ben 10 Alien Force và Ben 10 Ultimate Alien là màu xanh lá cây chủ đạo, thì trong Ben 10 Omniverse, Omnitrix của Ben Prime có màu trắng chiếm phần nhiều, sau đó mới đến xanh lá và đen. No Watch Ben có tạo hình giống như Ben Prime và cũng xuất hiện trong Ben 10 Omniverse, tuy nhiên, anh chàng này lại thuộc về một dòng thời gian khác khi Ben Tennyson không hề tìm thấy Omnitrix vào mùa hè năm cậu ấy 10 tuổi. Kết quả, No Watch Ben chỉ là một thiếu niên 16 tuổi bình thường, không có Omnitrix, không là siêu anh hùng. Và dĩ nhiên, cũng vì thế mà chuyến đi mùa hè năm đó của cậu không mấy hấp dẫn và mối quan hệ giữa cậu và Gwen cũng không được thân thiện như trong vũ trụ của Ben Prime. Ở một góc độ nào đó, dù cho Albedo thực chất là một Carbon giống Asmus, hắn ta vẫn được tính như một phiên bản phản diện của Ben Tennyson. Nguyên nhân mà Albedo có ngoại hình giống như Ben chính là do hắn đã quá tham vọng muốn vượt qua Asmus, tự phát triển Omnitrix cho riêng hắn và hậu quả là bị mắc kẹt trong hình dạng của Ben Tennyson, một loài người mà hắn vẫn luôn luôn xem thường. Albedo có thể nói là giống y hệt Ben, chỉ khác là thay vì tóc nâu thì là tóc trắng, thay vì mắt xanh lá cây thì là mắt đỏ, trang phục cũng là đỏ đen, thay vì đỏ và xanh lá giống Ben Tennyson, và dĩ nhiên, màu sắc Omnitrix cũng như vậy. Ngoài ra, màu da của Albedo cũng nhợt nhạt hơn so với Ben.
Các alien của Albedo cũng thay đổi, chủ yếu là về màu mắt và màu biểu tượng Omnitrix, song cũng không hoàn toàn khác biệt so với Ben gốc. Dù là một phản diện nổi bật trong Ben 10, tuy nhiên ít ai nhớ đến một điều về Aeon. Dành cho những ai không biết, Aeon thực chất chính là Ben Tennyson. Nói đúng hơn, Aeon là một tương lai khác của Ben và là một phiên bản khác của Ben 10,000. Dù không sở hữu Omnitrix nữa, nhưng Aeon lại có khả năng du hành thời gian và không gian, có âm mưu thống trị nó và điều này biến Aeon thành một phiên bản Ben phản diện. Dù cho không phải là Ben, nhưng Gwen 10 cũng được tính là một phiên bản Ben ở một chiều không gian khác. Xuất hiện rất sớm kể từ Original Series, khi các yếu tố về đa vũ trụ và du hành thời gian không gian chưa được nói đến nhiều, Gwen 10 thuộc về một dòng thời gian khi mà người tìm thấy Omnitrix trong khu rừng hôm đó không phải Ben Tennyson mà là Gwen Tennyson. Kết quả là Ben trở thành phiên bản tương tự No Watch Ben, còn Gwen có khả năng biến hình với các alien có ngoại hình nữ tính hơn và đôi mắt biểu tượng Omnitrix màu hồng. Gwen 10 là một trong số ít phiên bản thuộc phe chính diện. Cũng xuất hiện trong Ben 10 Omniverse, Ben 23 thuộc về chiều không gian thứ 23 và cũng là một phiên bản Ben chính diện. Khác với Prime Ben, Ben 23 và vũ trụ của cậu ấy thiên về màu xanh dương thay vì màu xanh lá. Trong vũ trụ đó, Ben 23 là người giàu có, là một siêu anh hùng nổi tiếng và được mọi người hâm mộ. Ben 23 có mái tóc xẹp thay vì có độ phồng như Prime Ben, trang phục là một chiếc áo sơ mi màu xanh dương, áo ghi lê đen, cà vạt xanh dương, quần jeans và một đôi giày cao cổ cùng các phụ kiện khác trên người như vòng cổ, nhẫn và khuyên tai. Ở trong vũ trụ 23, Ben phải tự học cách sử dụng Omnitrix mà không có sự hướng dẫn của ông nội Max. Điều này khiến cậu trở nên khác biệt so với Ben Prime vì cậu thiếu thốn hình bóng của ông Max. Cũng chính vì thế mà dù ngoại hình của các alien vẫn giống Ben Prime, chỉ thiên về màu xanh dương, song tên các alien của Ben 23 lại có sự khác biệt so với Ben Prime. Cũng xuất hiện trong Ben 10 Omniverse, Bad Ben có ngoại hình giống Ben Prime, chỉ khác là cậu ta có màu tóc đen và là một phiên bản xấu xa của Ben. Ben Zero là một phiên bản Ben xấu xa khác thuộc về chiều không gian khi đại dịch zombie bùng nổ và Ben là một nạn nhân. Ben Zero có ngoại hình giống một zombie với tóc tai sơ xác, cơ thể gầy rộc và mặc một bộ trang phục giống một bệnh nhân tâm thần. Ben Zero thiên về màu tím và Omnitrix của cậu ta gọi là Zombitrix. Đặc biệt, trong vũ trụ Ben Zero, Gwen được cho là một nhà khoa học may mắn sống sót và đang nghiên cứu cách để cứu Ben Zero. Negaben là một phiên bản xấu xa khác của Ben, được xây dựng theo phong cách emo tối tăm, khép kín, ủ rột. Omnitrix của cậu ta được gọi là Negatrix, phản ánh sự tiêu cực của cậu ta. Phiên bản xấu xa Map Ben thuộc về chiều không gian khác khi tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt, cả trái đất bị hoang mạc hóa, sa mạc hóa, nguồn nước trở thành một điều quý báu. Ở đây, Map Ben là kẻ độc tài thống trị tất cả. Cậu ta coi mọi người là nô lệ của mình và Map Rook, Rook của vũ trụ này là một trong những thân cận của Map Ben. Map Ben có thiết kế ngoại hình hổ báo với tóc dựng đứng, trang phục gai góc và cậu ta thiên về màu cam. Vừa rồi là tất cả nội dung mà mình muốn bàn luận với các cậu trong video ngày hôm nay. Video ngày hôm nay chủ yếu tập trung vào Ben 10 Original Series, Ben 10 Alien Force, Ben 10 Ultimate Alien và Ben 10 Omniverse do các phần phim này có khai thác nhiều vào yếu tố đa vũ trụ và du hành thời gian không gian. Ngoài các phiên bản Ben kể trên, chúng ta còn có cả Ben phiên bản live action hay các Ben do người hâm mộ tự tạo ra. Vậy thì đâu là phiên bản Ben mà các cậu yêu thích nhất? Hãy comment xuống bên dưới video để mình được biết nhé! Hy vọng các cậu sẽ yêu thích video ngày hôm nay và sẽ tiếp tục ủng hộ cho các sản phẩm tiếp theo của Way to Weird Cartoon. Các cậu có thể xem lại các video khác của mình về Ben 10 bằng cách click vào các đường dẫn sau đây. Hẹn gặp lại các cậu ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì Way to Weird out!